Chào mọi người, thì hôm nay Mộc xin chỉ cho mọi người cách phân biệt giữa gỗ gõ đỏ Nam Phi và gõ đỏ Lào. Thì đây là một số hình ảnh mà Mộc cho mọi người coi nhé. Sao lại có tên gọi như vậy á? Thì nghĩa là gỗ gõ đỏ Nam Phi thì là được chặt bên các rừng Nam Phi hay còn gọi là Châu Phi á. Còn gõ đỏ Lào thì được chặt bên các rừng bên Lào. Nên khi mà mang về Việt Nam mình thì dân buôn gỗ hay là thợ mộc hay gọi như vậy để tên cho nó dễ phân biệt. Nhưng mà hai loại gỗ này thì giá nó sẽ khác nhau. Thì chẳng hạn gỗ gõ đỏ Lào thì nó sẽ mắc như gấp đôi gỗ đỏ Nam Phi lận. Bởi vì các bông vân của gỗ thì về nó sẽ chắc hơn. Và nữa là nó sẽ bông vân sẽ đẹp hơn và màu sậm đẹp hơn. Như Mộc quay cho bạn coi cái tủ thờ nhé. Là các mô trước này là bằng gỗ gõ đỏ Lào à. Bạn để ý các gỗ gõ đỏ Lào thì các vân nó sẽ nhỏ và nó sát nhau. Và các vân gỗ ấy, nếu mà mình để tự nhiên thì nó sẽ sậm. Nó sậm, nó sẽ đỏ hơn so với gỗ đỏ Nam Phi. Còn như cái cắn bên hông này là bằng gỗ đỏ Nam Phi toàn bộ à. Mọi người thấy các vân gỗ đỏ Nam Phi thì nó sẽ cũng các vân đều nhau với cả cũng xít, nhưng mà nó sẽ không xít bằng gỗ đỏ Lào. Vân nó sẽ sáng hơn. Mà nếu mà mọi người đi coi thì mọi người nên coi từ hàng mộc nha, thì sẽ dễ phân biệt hơn. Bởi vì như một cây tủ thờ gõ đỏ như thế này là mộc chỉ sử dụng các mô chém ra bằng gõ đỏ Lào thôi. Thì giá tủ này là 18.500.000. Nhưng mà nếu mà làm các mô mà mộc đang nói là bằng gõ đỏ Lào mà thay bằng gõ đỏ Nam Phi thì một cây tủ nó rẻ đi được 4 triệu. Là nó chỉ có 14 triệu thôi. Nên nếu mà bạn đi mua thì bạn phải coi hàng rất là kỹ nha. Bởi vì nếu mà bạn coi hàng không kỹ thì bạn dễ bị mua hố thôi. Còn như một cái giường gõ nữ hoàng này là như giường mét 6 là 16 bài. Các mô chém này là mộc làm bằng gỗ gõ đỏ Lào nè. Cũng gõ đỏ Lào luôn. Các mô chém á, bạn để ý thì nó sẽ xét nhau. Thì hàng sơn thì thường nhìn thì bạn sẽ thấy là các mô gõ Lào thì nó sẽ sậm hơn so với gõ đỏ Nam Phi, và bông vân nó sẽ nó trông nhỏ và xít nhau hơn. Đó. Như một cái giường này mà nếu mà thay bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi thì một cây giường như vậy rẻ đi được 1,5 triệu. Nó 16 bài. Nên các bạn đi coi hàng thì các bạn phải để ý. Phải để ý, bởi vì các họa tiết gõ Lào thường chỉ chém vào các mô nhỏ để mình tạo họa tiết cho sản phẩm gỗ nó đẹp hơn thôi. Còn nếu mà một như Mộc thấy là một số các xưởng hay cửa hàng như người ta muốn bán giá với giá cao hơn ấy, thì người ta thường thường nói sai tên gỗ. Vì chẳng hạn như gõ như một bộ ghế mà gõ đỏ ở Nam Phi đi, thì mộc bán như bộ tay 12 tay lân á thì giá nó là 32.900.000. Nhưng mà nếu mà khách hàng như các cửa hàng mà người ta nói là gõ đỏ Lào toàn bộ thì người ta có thể bán 50-60 triệu. Nếu bạn mua thì bạn tưởng thiệt, thì bạn cứ tưởng gõ đỏ Lào tốt hơn thì tốt hơn thiệt, nhưng mà người ta nói sai tên gỗ thì người ta bán bạn gõ đỏ Nam Phi, bạn mua vậy giá lại mắc hơn mấy chục triệu, mà trong khi sản phẩm đồ gỗ nó cũng như vậy. Như đây là bộ salon gỗ gõ đỏ Nam Phi toàn bộ trụ 12 nhé. Như cái bộ này giá hiện tại là 32.900.000, là hàng đặt không tì rác. Thì bạn để ý các vân gõ đỏ Lào á thì nó sẽ xít hơn, còn vân gõ đỏ Nam Phi ấy thì nó sẽ thưa về màu, nó sẽ nhạt hơn. Đây là bộ gõ đỏ của mộc thì thường mộc không có tẩy nhé, nên bạn nhìn thì sẽ thấy vân gỗ nó dễ hơn. Còn nếu mà tẩy thì thường nó sẽ khó nhìn hơn. Còn nếu mà gõ đỏ Nam Phi, còn có gõ đỏ Nam Phi hàng đẹp và hàng xấu sẽ khác nhau nữa. Chẳng hạn như một bộ tay 12 mà gõ đỏ Nam Phi hàng chợ bình thường thì nó 28 bài với cả 29 năm. Đó, loại đó thì nếu mà bạn đặt thì mộc cũng nhận làm cho bạn. Nên các bạn đi mua hàng thì các bạn phải để ý nhé. Gõ mộc nhắc lại, gõ đỏ Lào thì các vân gỗ nó sẽ nhỏ xít nhau và bông vân nó sẽ đỏ hơn. Thường được sử dụng làm các họa tiết
bằng cho đồ gỗ cao cấp để mình tạo điểm nhấn. Còn gỗ đỏ Nam Phi thì các bông vân nó sẽ thưa hơn một chút, màu nhạt hơn và nó sẽ nhẹ hơn gỗ gỗ đỏ Lào, nó sẽ nhẹ hơn khoảng một thằng 80, một thằng 100 đó. Đây hình của mộc cho mọi người chơi. Còn đây là các sản phẩm gỗ đỏ Nam Phi nhưng mà chất lượng không cao nè, nên mộc khuyên các bạn là nếu mà các bạn đi mua các đồ gỗ cao cấp ấy, thì các bạn đều phải coi từ hàng đồ gỗ chưa sơn hết. Chứ nếu mà bạn mua hàng đồ gỗ sơn rồi ấy, thì bạn sẽ rất dễ là bị hổ. Đó, đây là các bàn mặt nguyên tấm nhưng mà tất cả đều là bằng gỗ cổ đỏ Nam Phi. Bởi vì như Mộc nói bạn là như 99% bây giờ trên thị trường đa số là đều gỗ đỏ Nam Phi hết. Bởi vì gỗ đỏ Lào bây giờ là gọi là rất là hiếm, bởi vì nếu mà có thì một bộ sản phẩm nó cũng rất là cao. Chỉ những người gọi là hàng như cực kỳ giàu á thì người ta mới xài thôi. Nhưng Mộc đang quay các sản phẩm này cho bạn ấy cũng chỉ là gỗ gỗ đỏ Nam Phi thôi, nhưng mà hàng gọi là hàng cao cấp. Còn đây là xưởng của Mộc nhá, Mộc sẽ quay lại gỗ đỏ Nam Phi là Mộc cho các bạn coi thử. Tại vì Mộc đi coi các clip thì thường người ta không có chỉ coi tận cùng gỗ luôn, Mộc nó là một clip như vậy. Sản phẩm đó là sẽ tuy bông vân nhưng mà nó rất là sắc nét.